Tiểu ban truyền thông Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân nữ sinh năm 1996, quê Hậu Giang, làm việc tại khách sạn Phú An, địa chỉ số 48 đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, được xác định có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân số 2982, làm việc cùng địa chỉ nêu trên. Thông tin dịch tễ cho biết, trước ngày 29 tháng 4, bệnh nhân sống tại Hậu Giang. Khoảng 11 giờ ngày 29 tháng 4, bệnh nhân đi máy bay từ Cần Thơ ra Đà Nẵng. Sau đó bắt taxi về khách sạn Phú An. Ngày 30 tháng 4, bệnh nhân uống trà sữa cùng với người thân tại quán Thính, đối diện với khách sạn Phú An. Sáng ngày 2 tháng 5, bệnh nhân đi cùng bạn đến ăn sáng tại đường Hoàng Sĩ Khải, gần cầu Sông Hàn. Sau đó đi mua sắm tại chợ Phước Mỹ. Chiều ngày 3 tháng 5, bệnh nhân đi đến địa chỉ 1048 tại đường Trường Chinh để giặt quần áo, sau đó trở về khách sạn. Tại khách sạn, lúc này đã phát hiện ra ca bệnh 2982, bệnh nhân cũng ở tại khách sạn nên được cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.